Hello, chào cả nhà, chào các bạn nha. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh SBAT Tan Vlog nha. Thì hôm nay anh em mình sẽ chơi trò chơi. chơi trò chơi nha cả nhà. Bây giờ chơi trò chơi bốc bài. Bốc bài đập trứng sống nha. Thì trong đây có từ 1 cho tới 4. Chứ một con gà. Ai bóc được con gà thì khỏi đập, còn ai mà bóc ngay cái con khác thì bị đập. Sẽ cho ta coi tới cây con gì. Đây. Ok chưa? Anh em hiểu thì hiểu chưa? Hiểu lại trò chơi này chưa? Ai bóc con gà thì thôi nghỉ đập nha. Còn bóc vô số mấy là đập lấy chân. Đập số mấy. Và bây giờ là như là mình bóc thua. Thì người khác đập chứ mình không được đập. Đập ba nè, đập ba đau lắm. Không. Vô vậy. Người khác đập chứ không mình không được đập. Muốn làm thì làm đi. Rồi vậy đi. Chưa cameraman đập nè. Rồi bây giờ trước. Tại vì hồi trước giờ video của mình toàn ăn uống với săn bắt không à mọi người. Thì hôm nay anh em mình sẽ đổi mới chơi trò chơi. Rồi. Thì giờ bắt đầu nha anh em. Dạ, giờ rút đại đi chứ biết sao giờ anh em rút những thứ ra giấu lại chết rồi con bố <bố. cười> giờ ra coi giờ ra coi chết mình hai trứng nha các bạn. Mày buồn không út? Thận đập cho qua đây. Trứng này có thúi không trời? Cái gà tôi lựa à. Tôi lựa lấy trứng trắng luôn nè. Tôi lấy trứng trắng luôn nè. Bên được liền lựa trứng nha mọi người. Chứ để đập. Tôi hai trứng thôi. Đập cái trứng túi là mệt lắm à. Rồi ai đập trước à? Bạn nào đập mình thì lấy cái này. Ai mở hàng đi. Tôi làm đây chứ. Đâu. Ôi trời lấy của tao, sao mà lấy của nó? Rồi dính bài hết trơn rồi, dẹp bài ra trơn. Quá giờ dẹp bài ra trơn. Rồi ở đây đâu? Cái này gan như là nhộm tóc. Chắc gì cái gà có chắc gì ta. Rồi bây giờ anh em mình chắc vitamin hộp gà. Tay mình ướt quá dơ bài chân này. Rồi bây giờ hết xui đi. Rút đại đi chứ biết sao vậy. Trời ơi trời. Đá bài trường về tao tao rồi. Có số 1 đó nè, có số 1 đó nè. Số 1 thì 1 trứng. Ừ. Số 5 luôn rồi. Số 2. Bởi giờ ăn miếng chạm miếng rồi nó vậy. Bây giờ ông mà 2 trứng, tôi 2 trứng đập trường trước đi. Rồi trường từ từ chẳng được sao. Nè, đó, bây giờ 2 đó, người 2 trứng đập trước đi. Là 4 trứng đúng không? Nghe cái đầu kia nó tròn tròn nha. Bên đây là nhộm rồi nè. Má thấy tội nghiệp không? Nó kênh nào như trâu. Để tôi lựa trứng thôi. Cái này đi. Đập cái giặt đó. Chưa sao. Dơ quá. Tôi hai trứng rồi nha. Mày nãy giờ chưa cái nào. Thì chưa, giờ đập đi. Vô mắt à. Có mùi. Bỏ cái bầu.
Vậy được. Vui rồi. Thôi gọi hết mới tắt. Ui xoay. Lửa để lấy lại. Mí này còn hai trứng. Ê, nãy giờ tôi chưa đập ai cho nó nghe. Thì chưa thì. Thì chưa. Thì ông ta còn hai trứng. Rồi. Nhớ được trời. Nhớ nè. Nhớ nè. À, là ba phải không? Ba trứng rồi đó. Ba trứng giờ đập trứng cái này. Mày đập tao cái đi, đợi tao đập là lại cho mạnh mạnh vậy. Đập trứng mình thú quá nha. Là hai trứng phải không? Không sao không sao. Không sao. Đây hai trứng đây. Trời ơi, gọi con cái rồi chứ. Thì đó. Vậy là tôi ní. Tôi mới đập con cái một. Thì đúng rồi, mà đi đập tôi nè. Mày cái rồi, thằng này cái rồi. Mày còn thiếu tao cái đó. Thằng này còn thiếu tao cái nè. Ê, tao đập nó rồi. Đập rồi. Tao đập rồi, mày đập nó cái đi. Tới mày nè. Thú quá nha nhạy. Thú quá nha nhạy, thú tôi với ta. Chứng gì thú. Nghe điện thoại chứ vậy. Nè, nghe đi. Rồi lắng nghe điện thoại. Kệ đi. Vitamin gì đây? Sao không có cái lá thầm may mắn ta? Rồi. Đóng lên. Rồi bu rồi đó. Rồi. Rồi thiệt luôn. Rồi bu rồi. Hối luôn rồi em ơi. Có cái gì thôi qua thôi rồi. Thằng này một. Cầm lên đâu quá mày. Cầm lên cho anh em ta coi đâu quá. Mình một. Đó bây giờ mày đập trả thù này đi. Đập cái đi. Nó còn một à. Ừ. Một nè. Rồi chà chà, rút rút rồi đó. Rất thương vô lão rồi cả nhau. Thế có một trứng mà bạn đập mình mạnh, mình đập bằng ba trứng nè. Lửa trứng thúi. Ê, tao đập lại nó mới được chứ. Ông đập hai trứng thường lửa trứng thúi nè. Trứng này thúi. Trứng này bào thúi. Tới công chuyện rồi, tới công chuyện rồi. Hết hết đường rồi. Hết hết đường rồi. Mày sắp bài lại mới được. Tao một đó, mày còn hai cái đi. Hết hết đường rồi. Ồ. Thúi nhẹ lắm. Thúi nhẹ lắm. Thúi nhẹ lắm. Vô mắt tao rồi. Vô mắt tao nãy giờ biết lâu rồi. Quá thúi rồi. Quá thúi rồi. Qua thôi, qua thôi, qua thôi. Qua thôi các bạn ơi. Qua thôi. Văng vô miệng tôi luôn. Thôi chẳng là cái đó là mình tạm ngưng được đó. Thôi muốn ói. Thế bây giờ. Thôi muốn ói luôn rồi. Hết luôn. Qua chị gùi đó bố. Muốn ói rồi. Nè, gốc đây. Qua thôi à. Thôi rồi. Rồi vô. Cái gì lửa? Không có lửa. Rồi rút lại luôn, rút lại đi. Đầu nhiễu nước. Ai có số mày, có số mày. Trời ơi. Tao chơi sòng phẳng lắm. Tao lấy lên trên luôn nè, 4-1 đi. Sao? Ba trứng nè. Bình thường. 4-2. Trời hại. Bít mắt rồi. Nè, cầm 4 hộp rồi đưa cho anh em từ từ cho vui coi. Nè. Thôi bây giờ nè, bây giờ nè, cậu ba bỏ xuống đi. Bây giờ nè, con hai trứng, cậu ba hai trứng đập là trước 4 trứng đi. Đây đó, đi đây. Đúng không? Ừ. Đó. Làm gì kênh kênh đầu vậy? Mày, tụi mày. Sao con kiến thú vậy đâu kiến? Thú vậy. Mấy hộp thú à, mấy hộp thú à. Văng miệng rồi bạn ơi. Bít mắt đây. Đây đây đây. Ê, con gì đó? Né, giờ né. Ừ, né hả? Tới con kẹo. Nhảy làm sao? Nhảy sao? Ơi, con kìa. Con chơi cho nhẹ. Rồi bây giờ tôi xử hai người nè. Hai hai phải không? Tao ba đó. Ông ba phải không? Thì bây giờ mày đưa nó hộp mày hai hộp. Đây nè, xử cậu ba trước đây nè.
Ôi nó thúi trời ơi. Đây là ông ba học không? Cái gì tôi quắc đi. Rồi đây. Nè. Đây một thì mày đứa nó học hai học đi. Đây mày hai một học, mày hai học nè đó. Đó. Rồi đây nè cậu cũng học nè. Thằng này học nè, cả trả thù tao học này nè đó. Trả thù tao luôn. Rồi chưa? Quất quất. Úm. Không sao. Thùm bưng. Là phòng dịch chiên trứng. Tới mày nè. Tới bạn nó hai chín nè. Thằng học. Bây giờ còn 2, 4, 6, 8, 9. Bây giờ chơi ai thấp nhất rồi quất một mình lên người đó thôi. Không, chơi gì không được, đụng nó thúi cái đầu luôn đó. Bây giờ bắt đi, hên xui từ đầu tới đuôi. Rồi. Quá thúi rồi cho nhà ơi, mẹ lại cho nhà ơi. À này khoa xào có chèo. Trời trời nó chảy rồi, nó thúi chảy gồng gồng rồi nè. Không còn gì hết trơn cả nhà ơi. Anh em vào sao thấy hay thì nhớ cho mình một cái đăng ký nha. Bốn rồi, con bốn rồi. Con bốn rồi. Dạ. Ba, dạ. Vậy là tôi có con trứng rồi. Bít mắt cho rồi. Bây giờ là ba phải không? Ba, lấy hai trứng tương trứng. Rồi. Phát thì được rồi các bạn ơi. Trời đau nó kìa. Tới còn chị. Đây mới tôi mới nộp dịch. À trứng nè. Sử là đây đây nè. Pha để lấy vỏ ra đây đây. Rồi đó. Thôi cùng chuyện. Bây giờ cái cuối phải không? Cái này là mình tắm bằng ấy luôn nè. Chuyện qua mình mới đi chích ngừa đó. Nó bị hôm nó hành quá. Giờ mình mua trứng về mình tắm cho nó sạch sẽ. Bổ da. Còn đó, còn chập nữa là xong. Rồi chưa? Đi lại đi. Mệt quá. Nó bà nãy rồi. Rồi lấy đi. Tao bốn cự xỉu. Rồi hai trứng đi. Hai trứng đi. Hết rồi mà đối xử. Thôi cho Camagen một trứng đi. Cho Camagen trứng đi. Đây. Nè đưa Camagen đập đập cái này nè. Tôi hai trứng mà chứ. Đập đi. Bên đây nè. Tôi luôn. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Quá thôi. Quá. Mấy con gùi bắt đầu công chuyện của nó nè các bạn. Thúi lố rồi, gùi bu lố rồi. Bu trứng mà xuống xong. Coi rồi nó bắt đầu công việc luôn rồi các bạn. Thúi vừa vậy. Thôi vậy, quay đây. Thôi vậy, chào cả nhà nha, chào anh em nha. Anh em có trò chơi nào hay thì nhớ bình luận bên dưới nha. Anh em mình sẽ chơi thử coi. Chứ trò này chơi thúi quá cả nhà. Quá thúi.